Khỏe tự nhiên xin kính chào quý vị khán giả. Các bạn thân mến, hôm nay Sức khỏe tự nhiên xin gửi đến các bạn những thông tin hữu ích về sức khỏe sau đây. 7 bí quyết ăn uống rất hay, dùng thực phẩm để loại bỏ độc tố của thực phẩm. Cuộc sống bận rộn có thể là nguyên nhân chính làm cho sức khỏe ngày càng sa sút. Thêm vào đó, thói quen ăn uống thiếu cẩn thận càng làm cho bệnh ngày một nhiều hơn. Theo quan điểm đông y, lấy thực thanh trừ thực là một việc ai cũng nên làm. Khi ăn một món ăn không tốt, hãy ăn một món khác để loại bỏ ngay những yếu tố gây độc vừa ăn trước đó. 1. Ăn sữa chua sau khi ăn lẩu. Khi bạn vừa ăn một nồi lẩu, cơ thể sẽ nóng lên bởi nhiệt độ cao của nồi lẩu với khá nhiều nước lẩu nóng sẽ khiến bạn bốc hỏa. Các thành phần dễ gây mặn như muối trong nước lẩu và đĩa gia vị bạn chấm liên tục trong bữa ăn sẽ kích thích tiêu hóa rất lớn. Vì thế, nếu ăn một hộp sữa chua sau khi ăn lẩu sẽ có tác dụng tốt trong việc bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy vi khuẩn axit lactic trong sữa chua có thể ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn gây hại, đặc biệt là đường tiêu hóa. Do vậy, một hộp sữa chua nhỏ sau bữa ăn lẩu là sự kết hợp thức ăn tuyệt vời cho bạn. 2. Ăn trái cây sau khi ăn mì ăn liền, hay còn gọi là mì tôm. Mì tôm là món ăn không được khuyến khích trong bất kỳ trường hợp nào, bởi nó chứa rất nhiều phụ gia mà lại có rất ít chất dinh dưỡng. Là món ăn được cho là thiếu cả rau lẫn đạm. Ăn một số trái cây như táo, dâu tây, cam, kiwi sẽ có tác dụng bù đắp cho sự thiếu hụt vitamin và khoáng chất sau khi ăn. Ngoài ra, trái cây cũng có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu hóa, làm cho mì mềm hơn mới có thể di chuyển thuận lợi trong đường tiêu hóa, giúp đường ruột hấp thu dinh dưỡng dễ dàng hơn. 3. Ăn chuối sau khi ăn đồ nướng. Những món ăn nướng thường là nguyên nhân gây ung thư vì chúng sản xuất ra nhiều chất có thể gây ung thư có tên là benzopyrene trong quá trình nướng. Các nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng chuối có thể ức chế yếu tố gây ung thư của benzopyrene đến một mức độ nhất định nào đó. Vì thế, chúng giúp bảo vệ đường tiêu hóa một cách hiệu quả hơn so với bạn không ăn. 4. Uống nước ép cần tây sau khi ăn món ăn nhiều dầu mỡ. Sau khi tham gia một bữa tiệc nhiều món hoặc một bữa ăn nào đó bạn qua đũa với nhiều món chứa lượng dầu mỡ cao, những lúc như vậy, hãy uống ngay một cốc nước ép cần tây. Chỉ một cốc cần tây với lượng đường thấp vừa đủ, với lượng xylulose cao sẽ giúp đẩy chất béo ra ngoài một cách hiệu quả hơn. 5. Uống trà lúa mạch hoặc nước vỏ cam sau các bữa ăn. Sau khi ăn, nếu ai gặp hiện tượng đầy bụng, khó tiêu, uống ngay một cốc trà lúa mạch hoặc nước vỏ cam sẽ giúp cho bạn cảm thấy nhẹ bụng hơn. Chất elatol trong lúa mạch và chất tinh dầu trong vỏ cam sẽ làm tăng tiết dịch dạ dày, thúc đẩy khả năng vận động của hệ tiêu hóa, giúp quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn tốt hơn. 6. Uống nước gừng tươi, đường nâu sau khi ăn cua. Cua là món thuộc tính lạnh. Những người tỵ vị hư hàn sau khi ăn cua có thể sẽ dẫn đến hiện tượng bị đau bụng, tiêu chảy và ói mửa. Trong trường hợp này, uống một cốc nước ấm với gừng tươi pha với đường nâu sẽ làm cho dạ dày ấm áp, tăng cường tiêu hóa và sẽ giảm bớt sự khó chịu trong dạ dày. Tuy nhiên, đồ uống này lại không thích hợp cho bệnh nhân tiểu đường. 7. Ăn một quả hồng sau bữa ăn giúp nhuận phổi, chữa ho. Quả hồng có tác dụng nhuận phổi rất tốt, có hiệu quả trong việc dưỡng âm thanh khô, là một loại quả lý tưởng cho người bị ho hen và mắc các bệnh về đường hô hấp. Tuy nhiên, hồng không phải là trái cây có thể ăn trong lúc bụng đói, bởi chất axit tannic có trong quả hồng dễ dàng gây hình thành khối u trong dạ dày. Bản tin Sức khỏe tự nhiên hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau. Thân ái. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.